Mời các bạn xem tiếp theo tiểu sử và sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Sau khi mở tỷ số cho United trong chiến thắng 2-0 trước Villarreal, 6 bàn thắng của anh đóng vai trò quan trọng giúp United giành quyền vào vòng 16 đội với tư cách là đội đứng đầu bảng. Vào ngày 2 tháng 12, Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Arsenal ở Premier League, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hơn 800 bàn thắng trong sự nghiệp. Tháng sau, sau khi mối quan hệ với các đồng đội và huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick giãn nứt, màn trình diễn của anh và câu lạc bộ đã xa sút trong mùa giải. Với việc Ronaldo cân bằng thành tích ghi bàn tệ nhất kể từ năm 2010 trong thời gian khoác áo Real Madrid, anh đã không thể ghi bàn trong vòng 2 tháng. Trước khi ghi bàn đầu tiên trong năm mới, mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của United trên sân nhà trước Brighton và hộ vệ Albion vào ngày 15 tháng 2 năm 2022. Sau chấn thương gân khoeo khiến anh bỏ lỡ trận derby Manchester với Manchester City, Ronaldo đã trở lại sau chấn thương vào ngày 12 tháng 3 ghi một HAT trích trong chiến thắng 3-2 trước Tottenham Hotspur, giúp anh vượt qua kỷ lục ghi bàn của Joseph bị can trong bóng đá chuyên nghiệp với 807 bàn thắng trong suốt sự nghiệp, mặc dù Liên đoàn bóng đá Cộng hòa xét lập luận rằng bị can đã ghi được 821 bàn thắng. Vào ngày 16 tháng 4, anh ghi HAT trích thứ 50 ở cấp độ câu lạc bộ trong chiến thắng 3-2 trước Norwich City vào ngày 23 tháng 4. Anh ghi bàn thắng thứ 100 tại Premier League trong trận thua 1-3 trước Arsenal. Sau khi ghi bàn trong các trận đấu tiếp theo gặp Chelsea và Brentford, anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thắng của Premier League vào tháng 4. Anh kết thúc mùa giải với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường, 18 trong số đó là ở Premier League, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong giải đấu này sau những người đoạt chiếc giày vàng Mohamed Salah và Son Heung-min, góp mặt vào đội hình xuất sắc nhất năm của Premier League và là người chiến thắng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Sir Matt Busby được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất của United trong mùa giải trước. Tuy nhiên, với việc United kết thúc ở vị trí thứ 6 đáng thất vọng và chỉ đủ điều kiện tham dự UEFA Europa League, Ronaldo lần đầu tiên trắng tay kể từ năm 2010. 2022, mùa giải cuối cùng và rời câu lạc bộ, sau khi ngày càng bất mãn với cách thức lãnh đạo của United trong và ngoài sân cỏ, Ronaldo đã bỏ lỡ chuyến du đấu tiền mùa giải của câu lạc bộ ở Thái Lan và Úc vì lý do gia đình. Trong bối cảnh có thông tin cho rằng anh muốn rời đi để gia nhập một câu lạc bộ thi đấu ở Champions League, mặc dù tân huấn luyện viên Eric Ten Hag khẳng định rằng anh không phải để bán và là một phần trong kế hoạch của câu lạc bộ. Người đại diện George Mendes bắt đầu đàm phán với nhiều câu lạc bộ khác nhau để chuyển nhượng anh theo dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng tự do, bao gồm Bayern Munich, Paris Saint-Germain và Chelsea, với việc giới chủ mới của câu lạc bộ là Todd Bolley rất muốn sở, Ronaldo. Tuy nhiên, do vấn đề tuổi tác, chi phí chuyển nhượng tổng thể và yêu cầu lương bổng cao, nhiều câu lạc bộ châu Âu đã từ chối cơ hội ký hợp đồng với anh, bao gồm cả Chelsea sau khi huấn luyện viên Thomas từ Sen không chấp thuận việc ký hợp đồng với Ronaldo. Thất bại trong việc chuyển nhượng, Ronaldo mất vị trí trong đội hình xuất phát vào tay Marcus Rashford và Anthony Martial. Anh chỉ ra sân trong các trận đấu ở Europa League. Anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong giải đấu ở tuổi 37, thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 trước Sheriff Tiraspol vào ngày 15 tháng 9. Vào ngày 2 tháng 10, Ronaldo không được ra sân trong trận thua 6-3 của United trước Manchester City. Ten Hag nói rằng ông từ chối tung Ronaldo vào sân vì sự tôn trọng dành cho sự nghiệp vĩ đại của anh. Vào ngày 9 tháng 10, Ronaldo vào sân thay người và ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp cho câu lạc bộ trong chiến thắng 2-1 trước Everton. 10 ngày sau, Ronaldo từ chối được tung vào sân trong trận đấu trên sân nhà với Tottenham và rời khỏi trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ten Hag đã trừng phạt siêu sao người Bồ Đào Nha bằng việc loại anh khỏi đội hình ra sân trong trận đấu sắp tới với Chelsea và bắt anh xuống tập với đội trẻ. Sau khi thảo luận với huấn luyện viên, Ronaldo đã trở lại tập luyện và đá chính trong trận thắng trên sân nhà trước Sheriff vào ngày 27 tháng 10. Anh ghi bàn thắng thứ ba và giúp United giành quyền vào vòng loại trực tiếp Europa League. Ten Hag chỉ định Ronaldo mang băng đội trưởng trong trận thua 3-1 trước Aston Villa vào ngày 6 tháng 11, nói rằng Ronaldo là một phần quan trọng của đội bóng. Chúng tôi hài lòng với anh ấy và giờ anh ấy phải đảm nhận nhiều hơn nữa vai trò thủ lĩnh. Ronaldo sau đó đã bỏ lỡ những trận đấu tiếp theo của United trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup. Ten Hag nói rằng Ronaldo bị ốm. Vào ngày 14 tháng 11, buổi phỏng vấn với Piers Morgan đã được công bố, trong đó Ronaldo cho biết anh cảm thấy bị phản bội bởi chính Ten Hag và các giám đốc điều hành cấp cao. Những người muốn Ronaldo rời câu lạc bộ đồng thời cáo buộc câu lạc bộ đã nghi ngờ anh về bệnh tình của cô con gái dẫn tới việc bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải. Anh bổ sung thêm rằng bản thân không tôn trọng Ten Hag vì ông ta không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi, khiến anh thất vọng về cách đối thoại của câu lạc bộ. Ronaldo cho rằng Ten Hag đã cố tình khiêu khích anh bằng việc để mình ngồi dự bị trong trận gặp Man City, sau đó muốn đưa anh vào sân trong những phút cuối trận gặp Tottenham, nhưng nói thêm rằng anh cảm thấy hối hận vì đã quyết định rời sân sớm. Anh cũng đặt dấu hỏi về việc bổ nhiệm Giang Nick vào mùa giải trước vì cho rằng ông là giám đốc thể thao chứ không phải huấn luyện viên. Về phía câu lạc bộ, Ronaldo tuyên bố không có sự tiến triển kể từ khi cựu huấn luyện viên Alex Ferguson ra đi vào năm 2013, mặc dù anh mong đợi những thay đổi về công nghệ, cơ sở hạ tầng. Ronaldo tuyên bố rằng gia đình Glazer không quan tâm gì đến câu lạc bộ vì anh chưa bao giờ nói chuyện với họ và mô tả United là một câu lạc bộ tiếp thị. Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng thành hai phần vào ngày 16 và 17 tháng 11, United bắt đầu tìm kiếm hành động pháp lý về việc liệu Ronaldo có vi phạm hợp đồng hay không và đang tìm cách chấm dứt hợp đồng với anh. Vào ngày 22 tháng 11, Ronaldo bị chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung và có hiệu lực ngay lập tức. Anas, vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, câu lạc bộ Ả Dập Xê Út Anas đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ronaldo với bản hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, thời hạn kéo dài đến năm 2025. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano của The Guardian, Ronaldo nhận mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá trị giá 200 triệu euro mỗi năm, bao gồm mức lương được đảm bảo hàng năm là 90 triệu euro, cùng với các hợp đồng thương mại và tài trợ khác nâng tổng tiền lương thường niên của anh lên 200 triệu euro. Anh cũng được cho là đã nhận khoản tiền thưởng khi gia nhập câu lạc bộ trị giá 100 triệu euro. Cũng theo Romano, Ronaldo đã từ chối lời mời chuyển tới câu lạc bộ Major League số chờ Sporting Kansas City để gia nhập Anas. Ronaldo dự kiến sẽ ra sân trong trận đấu gặp Antai vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, nhưng anh phải chấp hành án phạt cấm thi đấu hai trận khi còn ở Manchester United vì đã đập vỡ điện thoại của một cổ động viên Everton 14 tuổi sau trận thua 1-0 tại Goodison Park vào tháng 4 năm 2022. Vào ngày 19 tháng 1, Ronaldo ra sân lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới Ả Rập Xê Út trong một trận đấu giao hữu giữa đội bóng tập hợp gồm những cầu thủ Anas và Anhyo với Paris Saint-Germain. Ronaldo ghi hai bàn trong trận thua 5-4. Anh có trận đấu đầu tiên cho Anas vào ngày 22 tháng 1 với tư cách là đội trưởng của câu lạc bộ. Chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 1-0 trước An Etifa, 331 và ghi bàn thắng đầu tiên trên chấm phạt đền vào phút cuối trong trận hòa 2-2 trước An Fateh. Vào ngày 9 tháng 2, Ronaldo ghi 4 bàn trong chiến thắng 4-0 trước An Gueda. Bàn thắng đầu tiên của anh trong trận đấu này là bàn thắng thứ 500 ở các giải vô địch quốc gia trong sự nghiệp. 8 ngày sau, Ronaldo ghi hai pha kiến tạo trong chiến thắng 2, một trước An Thao. Ngày 25 tháng 2, anh ghi HAT trích thứ hai cho câu lạc bộ, giúp An giành chiến thắng 3-0 trên sân khách trước Đa Mạc và nâng tổng số bàn thắng của anh lên thành 8 bàn. Ronaldo được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 sau khi ghi 8 bàn và có hai pha kiến tạo. Sự nghiệp quốc tế 2001-2007, cấp độ trẻ và ra mắt đội tuyển quốc gia Ronaldo bắt đầu sự nghiệp quốc tế của mình với đội tuyển U15 Bồ Đào Nha vào năm 2001. Trong suốt sự nghiệp tuyển trẻ quốc tế của mình, Ronaldo đã thi đấu cho các cấp độ đội tuyển U15, U17, U20, U21 và U23 quốc gia, có 34 lần ra sân và ghi tổng cộng 18 bàn thắng. Ở tuổi 18, Ronaldo ra sân trận đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong chiến thắng 1-0 trước Kazakhstan vào ngày 20 tháng 8 năm 2003. Sau đó, anh được gọi tham dự UEFA Euro 2004 diễn ra tại quê nhà. Trong trận khai mạc với Hy Lạp, anh ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên nhưng trước đó cũng đã phạm lỗi trong vòng cấm khiến đội nhà bị phát đền và thủng lưới, Bồ Đào Nha thua 1-2. Sau khi thực hiện thành công lượt sút trong loạt luân lưu trước anh ở tứ kết, anh góp phần giúp Bồ Đào Nha lọt vào chung kết bằng việc ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Hà Lan. Anh có mặt trong đội hình xuất sắc nhất giải đấu với hai đường kiến tạo bên cạnh hai bàn thắng. Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của Bồ Đào Nha tại vòng loại FIFA World Cup 2006 với 7 bàn thắng. Trong giải đấu này, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup vào lưới Iran bằng một quả phạt đền trong trận đấu thứ hai vòng bảng. Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Hà Lan ở vòng 16 đội, một trận đấu thô bỉ, Ronaldo dính chấn thương buộc phải rời sân sớm trong hiệp 1 sau một pha truy cản từ hậu vệ Khalid Boularus của Hà Lan. Sau chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha, Ronaldo lên tiếng tố cáo Boularus vì đã cố tình gây thương tích cho anh, mặc dù anh đã kịp thời bình phục để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Trong trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha với anh, người đồng đội của Ronaldo ở Manchester United, Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân vì hành vi đạp vào hậu vệ Ricardo Cavanho của Bồ Đào Nha. Mặc dù trọng tài sau đó phân trần rằng thẻ đỏ là do chính Rooney đã phạm lỗi, truyền thông Anh lại suy đoán rằng Ronaldo đã tác động đến quyết định của ông. Sau đó anh được nhìn thấy là đã có hành động nháy mắt với băng ghế dự bị của Bồ Đào Nha sau khi Rooney bị đuổi. Ronaldo tiếp tục thực hiện thành công lượt sút quyết định trong loạt luân lưu đưa Bồ Đào Nha vào bán kết. Ronaldo sau đó bị la ó trong trận thua 1-0 ở bán kết trước Pháp. Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA đã loại anh khỏi giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu và trao nó cho Lukas Podolski của Đức với lý do hành vi của anh là một yếu tố then chốt. Sau World Cup 2006, Ronaldo tiếp tục cùng Bồ Đào Nha tham dự 4 trận đấu vòng loại Euro 2008, ghi được 2 bàn thắng. 2007-2012 đảm nhận băng đội trưởng. Một ngày sau sinh nhật tuổi 22 của mình, Ronaldo lần đầu tiên đảm nhận băng đội trưởng của Bồ Đào Nha trong trận giao hữu với Brazil vào ngày 6 tháng 2 năm 2007. Theo yêu cầu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Carlos Silva, người đã qua đời hai ngày trước đó. Trước thềm Euro 2008, anh đã được khoác áo số 7 lần đầu tiên. Trong khi anh ghi được 8 bàn thắng tại vòng loại, thành tích cao thứ hai, anh chỉ ghi được một bàn thắng trong suốt giải đấu. Bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 3-1 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa xét tại vòng bảng trong trận đấu đó. Anh cũng tham gia kiến tạo bàn thắng thứ ba cho Bồ Đào Nha ở phút bù giờ, được ghi bởi Quaresma và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận vì màn trình diễn của anh. Bồ Đào Nha bị loại ở vòng tứ kết với thất bại 3-2 trước Đức. Các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh và đừng quên để lại bình luận nhé.